thì góp sức góp tiền để cho tiền tuyến là các y bác sĩ, nhà khoa học tìm cách tiêu diệt COVID-19 này. Từ hưu trí như thỏa mãn kế hoạch bao dây địch tiến công này, coi bộ quyết liệt à. Tôi thấy người có một niềm tin, luôn luôn có một cái tinh thần lạc quan để cùng chung tay nhau, cùng với nhà nước, cùng với tất cả các cơ quan ban ngành để đẩy lùi dịch COVID. Bào ra sợi nhuyễn như vậy và đu đủ thì chúng ta chỉ cần rửa, nếu rửa nước muối cũng được, nhanh chóng thôi chứ không có ngâm như cái kia, thì chúng ta nhanh chóng chúng ta rửa với nước muối rồi chúng ta vắt cho thiệt là không. Phần trăm so với thường ngày, các tuyến Đà Lạt, Quảng Ngãi đã dừng hẳn. Ôi gió trời, mời em giữ lấy, để mắt em cười, tựa lá bay, mỗi ngày tròn. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, phối hợp với các cơ quan chức năng tại cửa khẩu, nghiên cứu mô hình kiểm dịch y tế. Quá tuyệt! Vậy tôi phải thông báo cho các bạn bè đi xe Ford mang ngay xe đến đại lý của Ford mới được. Không áp dụng cho khách hàng làm bảo hiểm, liên hệ với các đại lý Ford gần nhất để biết thêm chi tiết. Bạn có nhà không bạn ơi? Ôi, tôi đây, mời ông vào nhà, tôi đang rửa tay một lát. Úi dồi ôi, bạn làm cái gì mà cứ mày rúa cầm cụ thế này? Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng. Ông không biết à, từ xa xưa bạc đã được dùng.